Từ ngày 9 đến ngày 11 tháng 4, Công ty Cổ phần Mirato Việt Nam và Tập đoàn Mirato Italia SPA tham gia Cosmo Beauty Việt Nam 2015 giới thiệu tới người tiêu dùng Việt Nam các sản phẩm và nhãn hàng được công ty và tập đoàn phân phối trong lĩnh vực chăm sóc da, tóc, răng miệng, gia đình, cao cấp chiết xuất từ thiên nhiên như Clinian, Instesa, Malaysia, Geoma, Benefis. Ra đời từ những năm 60, tập đoàn Mirato Italia SPA đã có mặt tại hơn 100 quốc gia trên thế giới, cung cấp các sản phẩm chăm sóc sức khỏe gia đình uy tín, chất lượng, được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, không gây kích ứng da và giá cả hợp lý, đáp ứng được nhu cầu khắt khe của thị trường khó tính trên thế giới. Mirato Việt Nam là nhà phân phối độc quyền các sản phẩm của thương hiệu Mirato Italia tại Việt Nam, tiếp tục phát triển dựa trên phân khúc thị trường đại chúng với các dòng sản phẩm của các thương hiệu nổi tiếng. Mirato luôn chú trọng phát triển, sáng tạo các sản phẩm mới, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng, tạo ra sự khác biệt và khả năng phân phối rộng khắp thế giới với mạng lưới phân phối khổng lồ, làm việc trách nhiệm và luôn đặt lợi ích người tiêu dùng lên hàng đầu. Với mong muốn được chăm sóc sức khỏe cho các gia đình Việt Nam bằng những sản phẩm chất lượng từ châu Âu, Mirato Việt Nam đã từng bước định hướng giới thiệu các sản phẩm từ Ý đã có lịch sử trên 60 năm đến với người tiêu dùng Việt Nam. Trong 2 năm vừa qua, chúng tôi đã phân phối các sản phẩm đến với người tiêu dùng qua các hệ thống như siêu thị, kênh bán buôn, bán lẻ và các nhà phân phối của các tỉnh. Tham gia Cosmo Beauty Việt Nam 2015 diễn ra ngày 9 tháng 4 vừa qua, Mirato SPA và Công ty Cổ phần Mirato Việt Nam sẽ giới thiệu về các sản phẩm và nhãn hàng do Mirato SPA sản xuất và Công ty Cổ phần Mirato Việt Nam phân phối, đồng thời chăm sóc, tư vấn miễn phí, chiết khấu ưu đãi và nhiều quà tặng hấp dẫn cho quý khách hàng khi tham quan và mua sắm các sản phẩm tại gian hàng.